Baby Bus. Chào mừng đến với cửa hàng quần áo của chúng tôi. Bạn muốn mua gì vậy? Bạn có cái mũ len nào không? Bạn thích chiếc mũ nào? Chỉ cần trang trí thôi. Chiếc mũ đã xong, nó trông tươi quá. Đã ghé mua, đi về cẩn thận nhé. Chào mừng đến với cửa hàng quần áo của chúng tôi. Bạn muốn mua gì vậy? Mình muốn mua một đôi giày. Hãy chọn một đôi giày nhé. Trang trí cho giày đi. Đôi giày này trông tuyệt quá, bạn có thích không? Lần sau đến nữa nhé. Xin mời. Chọn một chiếc váy thật đẹp đi nào.
Chiếc váy này chỉ thiếu một chiếc thắt lưng xinh xinh nữa thôi. Chiếc váy trông đẹp quá. Lần sau đến nữa nhé. Chào mừng đến với cửa hàng quần áo của chúng tôi. Bạn muốn mua gì vậy? Mình muốn mua một chiếc khăn thật đẹp. Bạn thích chiếc khăn nào không? Cho chiếc khăn này đẹp hơn nào. Chiếc khăn đã xong, bạn sẽ thấy rất ấm khi khoan nó. Cảm ơn bà đã ghé mua. Đi về cầm. Xin mời. Mình muốn một cái áo. Ở đây có rất nhiều quần áo. Hãy chọn cho mình một bộ mà bạn thích nhất nhé. Là quần áo cho gọn gàng. Dán những khiên đẹp mắt vào này. Bộ váy đã xong, mình rất thích nó. Lần sau đến nữa nhé. Xin mời. Bạn có cả áo khoác dài nào ở đây không? Tuyệt quá, hãy chọn áo khoác dài đi. Thank you.
Chưa may khóa kéo vào áo này. Bạn thấy túi nào đẹp? Chọn một bộ để may vào nhé. Áo khoác dài đã xong. Lần sau đến nữa nhé. Xin mời. Hi. Máy cho mình một chiếc quần nhé. Bạn muốn may gì nào? Trang trí nào. Bạn có thích quần chúng tôi may không? Cảm ơn bạn đã ghé mua.